28. Đan Phong, ca ca. Cô nghe thấy gì không? Tôi lo họ ở trong đó, không biết có gặp nguy hiểm gì không. Quả nhiên các ngươi đang ở đây. Thạch cô nương, xin lỗi. Bàn chiếu thiên, ta cho người biết, không có chìa khóa, người không vào được đâu. Người bắt bọn ta cũng vô dụng. Người quá xem thường ta rồi. Đạm đại cô nương, chắc cô nương cũng biết, ta nhất định sẽ có cách. Chừng Thạch Anh, ngươi vẫn u mê không tỉnh. Ta đã hứa với con gái của ngươi không giết ngươi. Các ngươi giết được ta sao? Không có dân lôi, không có song kiếm hợp bích, hai ngươi chịu chết đi. Không có song kiếm hợp bích, các ngươi chịu chết đi. Kho báu của Trương Sĩ Thành đều là của Thạch Anh ta. Thạch Anh, ngươi đừng có nằm mơ. Chịu chết đi. Muội muội, dân lôi, bàn chiếu thiên, cha, cha, Phụng Nhi, Thạch Anh, ngay cả ngươi cũng dám bán đứng ta. Ngươi nói đúng lắm, ta có giữ lời hứa với ngươi, ngươi cũng không đối xử tốt với ta. Ngươi thông minh lắm. Hạng thừa cơ hội trộm cắp như ngươi, sao ta có thể để ngươi sống trên đời chứ? Ta sẽ không để ngươi sống đâu.
Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Đây chính là kết cục của ngươi. Cha, cha. Trương Đăng Phong, bây giờ đến lượt ngươi. Đăng Phong, ca ca, Vân đại ca. Ca ca, Đạm đại tướng quân, không sao chứ? Cho hắn đuổi theo. Bàn công công, cha, mẹ. Trương Đăng Phong, bây giờ ngươi còn muốn giết ta không? Thế nào? Nhìn thấy rồi chứ gì? Người của ngươi đều nằm trong tay của ta. Bây giờ tình thế lại thay đổi rồi.
Nếu như thức thời thì mau bỏ binh khí xuống. Thiếu chủ, đừng lo cho chúng tôi. Thiếu chủ, không được đầu hàng. Con cháu của Đạm đại gia nghe đây, chúng ta không được để thiếu chủ khó xử. Lão phu xin đi trước một bước. Đạm đại tiền bối, cha, Đạm đại huynh, lão gia, lão gia, lão gia, thế nào Trương Đan Phong, người có đầu hàng không? Không đầu hàng à? Được, để ta xem ngươi gượng được bao lâu. Người đâu, giết bé gái đó cho ta. Khoan, ngươi không được làm hại họ. Ta đầu hàng. Thiếu chủ, đứng yên. Trương Đan Phong, người ngang ngạnh chỉ vô dụng mà thôi. Ta thấy ngươi cũng là người biết thức thời đấy. Bàng Chiếu Thiên, muốn chém muốn giết thì tùy ngươi, nhưng ngươi không được làm hại người khác. Võ công của ngươi cũng khá đấy chứ, dựa vào võ công của hai ngươi mà cũng muốn cứu người sao? Tự tìm đường chết. Huynh đệ, võ công của bọn ta không bằng ngươi, nhưng công phu hạ độc của bọn ta thì ngươi không thể không phục. Ngươi nhìn bàn tay của ngươi đi, hai cánh tay của ngươi sẽ bị phế nhanh chóng. Đi, bỏ chạy à? Nhanh lên, chạy đi. Cha, 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 Tất Bá Bá, người không sao chứ? Thiếu chủ, còn không sao. Cha, Dân Cô Nương, cha, cha. Kính Minh, ta biết cô nương đang rất buồn, muốn khóc thì cứ khóc đi, như vậy sẽ thấy dễ chịu hơn. Dân đại ca, huynh yên tâm đi, tôi không sao. Đạm đại lão tiền bối thật khiến người ta kính phục. Đạm đại gia của cô ai ai cũng thật là tuyệt vời. Dân đại ca, cảm ơn huynh. Sau này cô dự định như thế nào? Tôi cũng không biết nữa. Trước đây tôi một lòng muốn bảo vệ thiếu chủ, đi tìm kho báu, giúp huynh ấy khôi phục Đại Chu. Bây giờ kho báu đã tìm được,
nhưng thiếu chủ không muốn phục quốc. Đột nhiên tôi cũng không biết phải làm như thế nào. Hay là như thế này, cô theo tôi áp tải kho báu về kinh thành. Ngoã lực đang xâm phạm, cô lại có thân thủ giỏi thì nên giúp ích cho nước. Cô có thể lấy danh nghĩa của Đạm đại gia liên lạc một số nghĩa sĩ giang hồ dốc sức cho Đại Minh. Ý của cô như thế nào? Tôi làm có được không? Dĩ nhiên là được. Được, tôi theo huynh về kinh. Đại ca, phải về rồi. Để đi hướng này, ta đi hướng kia. Hướng kia, hướng này, hướng này, vẫn là hướng kia, đi hướng này. Thiếu chủ, tôi đi trước đây. Tôi đi liên lạc với nghĩa sĩ các nơi, cùng chống ngăn đại quân của Ngoã Lực. Tất bá bá, vất vả cho người quá. Hai vị tiền bối, hai vị cũng đi liên lạc nghĩa sĩ với Tất bá bá đi. Chúng tôi là trộm, không phải là lính. Chuyện đánh trận vô vị lắm, chẳng vui chút nào. Được rồi, chúng tôi sẽ trở về cổ mộ nghỉ ngơi cho khỏe. Đúng vậy, vết thương của tôi đến bây giờ vẫn còn đau đây. Hai vị tiền bối, Tất bá bá, Đàn Phong xin cáo từ. Cáo từ. Thiếu chủ, xin bảo trọng. Bảo trọng. Bảo trọng. Đan Phong, tôi phải về Ngoã Lực. Bàn Chiếu Thiên đã biết thân phận của tôi, tôi buộc phải ngăn hắn nói cho sư phụ của hắn biết. Như vậy sẽ sớm giúp cậu cứu được thừa tướng đại nhân. Đàn đại tướng quân, huynh nhất định phải cẩn thận. Nếu như Thượng quan Thiên Giả biết được thân phận của huynh thì huynh phải rời đi ngay. Tuyệt đối đừng có bất kỳ do dự gì. Yên tâm đi, tôi sẽ tùy cơ ứng biến. Bảo trọng. Bảo trọng. Bảo trọng. Dân Lôi, Đan Phong, không còn sớm nữa, hai người cũng nên nhanh chóng lên đường, đưa bản đồ địa hình về kinh. Ca ca, huynh áp tải số lượng lớn châu báu về kinh. Trên đường đi nhớ phải hết sức cẩn thận. Có Kính Minh cô nương, cô ấy hành sự cẩn thận, muội yên tâm. Còn nữa, ta sẽ điều động số lượng lớn người và ngựa, một mặt bảo vệ kho báu về kinh, mặt khác giúp Cần Dương chống ngăn giặc. Vậy chúng ta gặp nhau kinh thành. Gặp nhau ở kinh thành, thiếu chủ bảo trọng. Được. Đi thôi. Tiểu Phúc An, chẳng phải ngươi ở kinh thành sao? Tại sao lại đến đây? Tôi có chuyện gì mà ngươi ấp úng vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Công công, xảy ra chuyện lớn rồi. Dương công công, cha nuôi của ngài đã chết rồi. Cái gì? Cha nuôi ta đã chết à? Nói mau, rốt cuộc kẻ nào đã làm? Đại quân Ngoã Lực tiến vào quan ải, hoàng thượng phải ngự giá thân chinh, kết quả đại bại quay về. Khi người ngựa mệt mỏi, Trường Phong phủ đã giết chết Dương Công Công. Sau khi Dương Công Công chết, Du Ngạn nhân cơ hội thanh trừ thuộc hạ của Dương Công Công. Ông ta cho Trường Phong phủ tiếp quản Đông Xưởng. Nhân lúc hỗn loạn, tôi trốn về báo tin cho ngài biết. Công Công, lúc này ngài không nên trở về. Trên dưới triều đình đều là người của cha nuôi ta. Dù Du Ngạn có bản lĩnh lớn đến đâu cũng khó mà thanh trừng hết.
công công, cây đổ thì cáo di tản, bọn họ người thì trốn, người thì đầu hàng. Bây giờ chẳng còn lại mấy người. Toàn là một lũ tham sống sợ chết. Công công, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tạm thời chúng ta đừng về kinh thành. Đại quân Giả Liệt thế như trẻ tre, sắp đánh vào kinh thành rồi. Đợi sau khi Giả Liệt vào thành, chúng ta sẽ trở về. Với quan hệ của ngài và Giả Liệt, chúng ta có thể tái khởi Đông Sơn. Người nói cũng đúng. Thôi được, chúng ta tạm thời ở đây, lấy tĩnh chế động, chờ cơ hội. Du đại nhân, bản đồ địa hình này giao lại cho ngài. Tốt. Còn nữa, kho báu của tổ tiên tôi đang trên đường đến, không lâu nữa sẽ về đến kinh thành. Tốt lắm. Có bản đồ địa hình này thì chúng ta có thể truy đuổi Giả Liệt. Đan Phong, ta thay mặt Đại Minh Triều cảm ơn sự trượng nghĩa và khẳng khái của cậu. Đợi ta bẩm báo với hoàng thượng sẽ cho trọng thưởng. Không, Du đại nhân, Đan Phong làm như thế này không phải để được trọng thưởng. Chỉ mong Du đại nhân nói rõ với đương kim thánh thượng, hy vọng người có thể yêu dân như con, để ba tánh được an cư lạc nghiệp. Lời của cậu ta nhất định sẽ tâu lại với hoàng thượng. Du đại nhân, trên đường đi chúng tôi nghe nói Dương Hải đã chết, Giả Liệt đang đánh vào kinh thành. Nhưng khi chúng tôi đến kinh thành thì Giả Liệt đã lui binh. Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Trận chiến ở kinh thành rất được cổ vũ. Giả Liệt bao vây thành, đánh vào thành. Ta đích thân chỉ huy Du Đức trấn cửa, Giả Liệt không thể tấn công vào. Ngay lúc đó quân Cần Dương và nghĩa sĩ giang hồ khắp nơi đến tương trợ, Giả Liệt đành phải lui quân. Kinh thành mới được giải vây. Nhưng đại quân của Ngọa Lực vẫn chưa lui ra ngoài quan ải. E rằng họ sẽ chờ thời cơ để tiến đánh. Có được tấm bản đồ địa hình này, ta có thể đánh bại Giả Liệt, để đại quân của họ chôn thân ở Trung Nguyên. Du đại nhân, chắc chắn Giả Liệt không bỏ ý định muốn chiếm hữu Trung Nguyên. Sau này nếu như Du đại nhân có cần đến Đan Phong, xin ngài cứ lên tiếng, tôi và dân Lôi sẽ dốc hết sức tương trợ. Tốt lắm. Du đại nhân, chúng tôi xin cáo từ. Cáo từ. Được. Du đại nhân, không cần tiễn, bảo trọng. Bảo trọng. Công công, công công, kinh thành thế nào rồi? Đại sự không hay rồi. Quân Giả Liệt đã bị đánh bại. Ông ta đưa tàn quân lui ra ngoài biên ải rồi. Công công, chẳng phải ngươi nói đại quân Ngọa Lực thế như trẻ tre, có thể tiến đánh vào kinh thành dễ dàng sao? Tại sao nói bại là bại, nói lui là lui, là như thế nào? Công công, ngài đừng quá kích động. Nghe tôi nói đã. Nói. Giả Liệt có đánh vào kinh thành nhưng không được lâu. Ông ta muốn đại quân tấn công vào thành một lần nữa, nhưng mà không ngờ Trương Đăng Phong, Trương Đăng Phong đưa tấm bản đồ địa hình cho Du Ngạn. Du Ngạn như gặp được bảo bối, đánh đại quân Ngọa Lực không còn manh giáp, phải lui ra ngoài quan ải. Lại là Trương Đăng Phong. Công công, xin bớt giận. Hiện giờ quyền thế đã mất, tôi nghĩ chúng ta không thể về lại kinh thành. Hãy nghĩ sau này nên làm như thế nào đi. Quyền thế đã mất, cha nuôi ta đã chết,
Siêu Hải cũng đã chết. Tiểu Phúc An, bây giờ chỉ còn ngươi ở bên cạnh ta thôi. Tông Công đối với tôi ân trọng như núi. Nếu không có Công Công thì không có Tiểu Phúc An. Tiểu Phúc An đời này kiếp này luôn đi theo Công Công. Thật không ngờ, ta thật sự không ngờ, bàn chiếu thiên ta cũng có lúc đi đến bước này. Công Công, hay là chúng ta về ngõ lực đi. Không, Tiểu Phúc An, có phải là ngươi rất muốn biết tại sao ta không về ngõ lực, có đúng không? Công Công nói thì tiểu nhân xin lắng nghe. Công Công không nói thì Phúc An sẽ không hỏi. Nói thật, ở Đại Minh ta là người dưới một người trên vạn người, uy phong biết là bao nhiêu. Nhưng về ngõ lực thì hoàn toàn khác. Ta phải sống dựa vào người khác, ta phải nhìn sắc mặt người khác, ta phải nghe theo lời người khác. Người nói đi, ta có chịu được uất ức như thế không? Công Công, sư phụ của ngài ở ngõ lực, chắc chúng ta không phải chịu nhiều uất ức đâu. Ta chẳng qua chỉ là một con cờ của người ta mà thôi. Bàn chiếu thiên ta chỉ là con cờ của cha nuôi ta, cha nuôi ta cũng chỉ là con cờ của sư phụ ta. Trong lòng ta hiểu rất rõ, người ta chỉ xem trọng võ công của ta thôi. Đến cuối cùng, người nói đi, ta có được làm hoàng đế không? Cho nên ta mới không ngại bất cứ giá nào để đoạt được kho báu của Trương gia. Có tiền rồi thì ta không cần phải nghe theo lời của người khác, nhìn sắc mặt người khác, càng không phải làm con cờ của bất kỳ ai. Tiếc là cuối cùng lại thất bại. Thất bại bởi song kiếm hợp bích của Trương Đăng Phong và Dân Lôi. Sa công tử, bái kiến bàn công công. Sa đại công tử, ngươi định đi đâu vậy? Bẩm công công, tôi trong bang có việc cần phải xử lý. Có việc cần xử lý à? Dân, Sa đại công tử, có phải ngươi thấy bây giờ ta đã thất thế, cho nên muốn bỏ ta có phải không? Tiểu nhân vẫn một lòng trung thành với công công, một lòng trung thành. Tiểu nhân xu nịnh theo chiều hướng, người sẽ trung thành với ta sao? Công công, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Ta vẫn chưa cùng đường mạt lộ, các ngươi ai nấy đều muốn bỏ ta. Ta chỉ thất thế ở triều đình, nhưng võ công của ta vẫn là đệ nhất thiên hạ. Tuy không có thế lực trong triều, nhưng ta vẫn có thể xưng bá võ lâm. Đời này của ta chỉ có bại dưới song kiếm hợp bích của Trương Đăng Phong và Dân Lôi. Nhưng chỉ cần ta giết họ thì ta sẽ là bá chủ võ lâm, vẫn có thể hô phong quán vũ. Công công, người đi chết đi. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.
Ngày nay đại cuộc đã định, huynh có thể yên tâm rồi chứ gì? Phải, Giả Liệt đã lui ra ngoài quan ải, Lão Bá Tánh an hưởng thái bình, lại có thể hóa giải nguy cơ lần này, đúng là điều đại hạnh trong thiên hạ. Bây giờ điều muội mong muốn nhất là ca ca của muội và Kính Minh có thể thuận lợi giao kho báu vào tay hoàng đế Đại Minh. Kính Minh quả là không nhìn lầm người. Huynh nói như vậy là có ý gì? Muội không nhìn ra Kính Minh rất tốt với ca ca của muội sao? Ca ca của muội thật may mắn. Vậy còn ta? Dân Lôi, ta cảm thấy có muội bên cạnh ta cũng rất là may mắn. Đan Phong, ngày mai muội muốn lên núi Kỳ Lân. Hay lắm, ta cũng có ý định này, ta muốn đi thăm sư phụ. Muội cũng vậy, ngày mai chúng ta sẽ cùng đi. Đi thôi. Sư phụ nhìn thấy chúng ta nhất định sẽ rất vui. Đúng vậy. Bẩm công công, chúng tôi dò thám được Trương Đăng Phong và Dân Lôi lên núi tìm Tạ Thiên Hoa. Thì ra Tạ Thiên Hoa vẫn chưa chết. Công công, có Tạ Thiên Hoa, chúng ta ra tay có gặp khó khăn gì không? Bây giờ Tạ Thiên Hoa đã là một phế nhân, hắn có thể ngăn cản ta sao? Nhưng mà Trương Đăng Phong đang ở cùng với Dân Lôi, nếu như họ song kiếm hợp bích, song kiếm hợp bích. Tiểu Phúc An, lúc nãy ngươi cũng nói họ ở bên nhau mới có thể song kiếm hợp bích. Nếu như ta không cho họ ở bên nhau thì họ có cách gì không? Công công quả là cao minh. Để ta giúp muội. Đan Phong, Dân Lôi, sư phụ, Đan Phong, sư phụ. Sư phụ, tấm bản đồ địa hình đã giao cho Du đại nhân rồi, kho báu cũng đã dâng cho Đại Minh. Tuy ta ẩn cư ở đây, nhưng Giả Liệt đánh vào kinh thành, cuối cùng cũng bị đuổi ra ngoài quan ải. Tất cả ta đều biết. Chỉ có điều ta không ngờ cuối cùng có thể hóa giải nguy cơ này cho Đại Minh. Dựa vào sức một mình con thì không thể làm được. Đây là thành quả cố gắng của tất cả mọi người. Từ Ngõa Lực đến Trung Nguyên, con đã trải qua không ít gian nan. Con đã thay đổi hoàn toàn. Sư phụ rất vui khi nhìn thấy con đã trưởng thành. Có điều cái giá cho sự trưởng thành quá lớn, hy sinh quá nhiều người.
cả sư phụ cũng... Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Bây giờ con vẫn còn có việc phải làm, đó là nghĩ cách cứu cha con ra. Con đang định dạy ngoại lực cứu cha, sau đó giải thích rõ với cha rồi thỉnh tội. Dù gì khôi phục Đại Chu cũng là tâm nguyện của cả đời cha con. Con và Dân Lôi trở về, cha con biết được con đã hóa giải hận thù giữa hai nhà, ông ấy nhất định sẽ rất vui. Sư phụ, lần này chúng con trở về, người theo chúng con về nhé. Sư phụ, con không vâng lời người, bỏ đi theo Đan Phong, người có trách con không? Sư phụ, con và Đan Phong cùng trải qua sinh tử, không ai có thể rời xa ai. Bây giờ cả ca ca của con cũng đã chấp nhận Đan Phong, xin sư phụ đừng phản đối chúng con nữa. Ta có tư cách gì ngăn cản hai con chứ? Thậm chí cả tình cảm của mình ta còn không biết xử lý như thế nào. Sư bá của con, ta đã từng yêu tha thiết và cũng đã từng hận ông ấy. Ta cứ tưởng ông ấy phụ ta là một kẻ vong ân bội nghĩa, nhưng mà không ngờ ông ấy còn đau khổ hơn cả ta. Ta thật sự rất hối hận. Ban đầu ta đã không nghĩ cho ông ấy. Tất cả đều đã qua rồi. Sư phụ, bây giờ người và sư bá đã ở bên cạnh nhau, chuyện trước đây đừng nhắc đến nữa, có được không? Ông trời đã an bài sẵn, chẳng qua là muốn thử thách chúng ta, xem chúng ta có biết cách xử lý không. Dân Lôi, hai người đến được với nhau không phải là chuyện dễ dàng, cho nên cần phải trân trọng, tránh phải hối tiếc sau này, cả đời ân hận. Trước đây sư phụ đã quá nóng giận, bây giờ ta đã nghĩ thông suốt. Ta mong con và Đan Phong có thể đi chung hướng cho đến suốt đời. Cảm ơn sư phụ. Ca ca con làm quan trong triều, thừa kế di nguyện của ông nội con. Cha con ở dưới suối vàng cũng đã được an ủi rồi. Chí nguyện lớn nhất của ca ca con là tận trung với triều đình giống như ông nội. Bây giờ cuối cùng huynh ấy đã thực hiện được ước mơ của mình. Trời lạnh rồi, chúng ta về nhà thôi. Đi. Gì thế này? Nhà chúng ta cháy rồi, mau về thôi. Tại sao lại như thế này? Ta cũng không biết nữa. Họ có trong nhà không?
Đan Phong, Thiên Hoa, sư bá, đừng gọi nữa, vào trong tìm đi. Trang Đan Phong, xem như chúng ta đúng là có duyên. Thế nào, không ngờ có đúng không? Ta và ngươi lại gặp nhau. Kho báo ta đã giao cho triều đình, ngươi còn muốn gì nữa? Muốn gì à? Xem ngươi nói kìa. Thứ ta muốn là mạng của ngươi.